दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से। Xin lỗi. Xin chào. Xin chào. Thưa cô, tôi có thể giúp gì cho cô? Lấy cho tôi 3 vé dành cho khách. Được rồi. Shivani, nếu cô là khách ở đây cũng có nghĩa là khách của tôi. Xin lỗi. Phiền cô tính hóa đơn này cho tôi luôn nha. Dạ được thưa ngài. Chị không nghe tôi nói à? Lấy cho tôi thẻ dành cho 3 khách và tính tiền cho tôi như bình thường. Được thưa cô. Cảm ơn cô. Shivani, Shivani, hãy nghe tôi nói. Shivani, Shivani, chờ chút, hãy nghe tôi nói đã chứ. Thật sự mà nói thì cũng lâu rồi tôi mới gặp lại em. Thật sự tôi rất vui. Dạ, tôi rất nhớ em. Hãy để tôi yên đi Abhimanyu. Shivani, em sao vậy? Sao lại cư xử với anh như vậy? Shivani, chúng ta đã từng là bạn tốt của nhau mà. Vậy mà hôm nay nói chuyện tử tế với anh một chút cũng không được sao? Shivani, em có nhìn thẳng vào mắt anh thì mắt em cũng có bị làm sao đâu chứ. Làm ơn im đi. Muốn nói gì thì tìm người khác mà nói. Tôi không có hứng thú nghe nói nhảm. Mà họ đâu hết rồi? Nishi, con làm gì vậy? Nishi, Nishi, con không thể chơi mà không xin phép. Nếu không có người nhìn thấy thì... Mẹ, có người thấy thì sao chứ? Chúng ta đến đây để chơi mà. Con đừng có lì lợm nữa. Đi nào, nghe lời mẹ đi. Ra ngoài. Mẹ à. Thôi được rồi, để mẹ lấy thêm một cây nữa rồi chơi với con. Xin lỗi. Mấy người là ai? Ai cho phép các người vô đây? Thưa ngài, chúng tôi đi cùng với tiểu thư. Cô đi với ai? Cô có não không vậy? Kìa, chuyện này là sao? Cô không biết đọc chữ à? Phòng cho banh long chỉ mở ra mỗi tuần một lần. Làm ơn ra ngoài giùm đi. Mau lên. Anh ơi,
Trò này gọi là gì? Đây gọi là pizza. Pizza. Tôi chơi thử được không? Được chứ. Ra đây, ra đây. Cô tới đây xem. Xem trên đó viết gì. Không được vào nếu không có giày thể thao. Ở đây đâu phải là công viên ngoài đường. Xin lỗi. Có chuyện gì? Thưa cô nhìn nè. Bé gái này mang dép bẩn cho phòng chơi banh. Phòng chơi banh sao? Đó có phải là cháu gái của ngài Banwan Rana không? Shivani Rana đã kết hôn với người hầu của quái có phải không? Đúng rồi, nhưng mà mấy người này là ai? Anh nè, tôi xin lỗi, nhưng họ là người nhà của tôi và họ đi cùng với tôi. Tôi xin lỗi thưa cô, anh có chịu hư hại gì thì cứ tính qua cho tôi là được. Không sao đâu thưa cô, cảm ơn anh nhiều nha. Đi nào. Là như vậy, có phải không? Đúng rồi. Cô thử đi. Từ từ. Xem nè. Phải đánh mạnh lên mới được. Tôi làm lại nha. Đánh mạnh lên. Cô làm gì vậy? Cô không biết chơi thì cô đến đây làm gì? Là tôi vô tình đánh trúng anh thôi mà. Cô nói vô tình rồi xin lỗi vậy thôi sao? Cô nghĩ vậy là xong à? Mới nhìn cô là tôi biết là cô lần đầu lên phố chơi rồi. Không biết là người nào đã cho phép họ vô đây chơi nữa. Nè, thôi nào, thư giãn đi anh bạn. Bình tĩnh đi. Là phụ nữ mà, mình phải tôn trọng người ta một chút chứ. Người ta vô tình làm anh đau thôi mà anh đã hét lên như vậy rồi sao? Anh nên có chút lịch sự khi nói chuyện với một cô gái chứ. Không phải như vậy. Tôi chỉ đang dạy cô ta cách cư xử. Không biết từ đâu lại đến đây cái hạng này nữa. Nè, tôi nói rồi mà. Tôi xin lỗi. Là tôi đã sơ ý làm anh bị đau. Thấy không? Quái xin lỗi rồi kìa. Thôi được rồi, mình đi. Không sao đâu. Những chuyện nhỏ nhặt như vậy vẫn cứ xảy ra mà. Cô muốn học chơi pizza không? Vậy thì đến đây, để tôi dạy cho cô cách chơi. Được không? Thật sao? Tất nhiên rồi. Nhìn nè, đây là trái bia trắng. Còn mình sẽ là người chơi trên bàn carom. Bây giờ một tay cầm cơ ở đây, rồi đứng như thế này, để tay như vậy. Không không, để tay lên bàn luôn. Chờ chút để tôi chỉ cho. Để tay như vậy nè. Maya, cô đang làm gì vậy? Ai kêu cô tới đây chơi vậy? Tiểu thư à, em thấy muốn chơi cho nên là làm ơn kiểm soát tâm trí của mình lại đi. Mấy người, mấy người đến đây đã sỉ nhục tôi rồi. Từ bây giờ tôi đi đâu thì mấy người theo đó. Được không? Đi nào. Hôm khác anh dạy cho tôi sao nha. Tất nhiên rồi. Bất cứ lúc nào cô muốn cũng được. Nhân tiện Shivani, tôi đã giúp đỡ khách của em đó. Một lời cảm ơn cũng nên có mà, có phải không?
Nếu cô không đứng tên quá nhiều tài sản như vậy thì tôi sẽ không dung thứ cho thái độ của cô đâu. Nhưng giờ khi Ragu với cô có chuyện với nhau thì cũng là lúc để tôi lợi dụng. Để tôi xem cô còn thái độ như vậy tới khi nào. Cô à, cô đang làm gì vậy? Ta đang suy nghĩ mà thôi. Trước khi những rắc rối tới chỗ của ta thì ta phải tìm ra giải pháp. Ý cô là gì? Có nghĩa là bây giờ Ragu đã đóng băng tài khoản của chúng ta. Không biết trong tương lai cậu ta sẽ làm gì nữa. Chúng ta phải sẵn sàng, có phải không? Hãy nhìn đi, mấy bức tượng trong ngôi nhà này, chúng là đồ cổ đó. Trên thị trường có giá bạc triệu. Tao đoán là trên các bức tượng này đều mang ký ức của ông nội hai đứa. Nếu để bụi bám đầy vào những ký ức như vậy thì vô dụng quá. Nếu chúng ta bán đi thì cũng kiếm được mấy triệu. Thế sao? Có được không? Shivani, lâu ngày không gặp, cậu khỏe không? Xin chào, mình vẫn khỏe mạnh. Mấy cậu sao rồi? Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp mặt. Tụi mình đang tận hưởng cuộc sống thôi. Cậu tới đây một mình à? Không, mình đi với. Sao mọi người lại phải đeo mặt nạ vậy? Mặt nạ? Mặt nạ đó. Hôm nay là tiệc giấu mặt nên mọi người phải đeo mặt nạ. Mau chào nào, Shivani. Nhưng mà ở đâu vậy? Các người chờ nha. Tiểu thư. Thank you.
Thưa cô, đồ uống không? Cái này miễn phí à? Đúng vậy, thưa cô. Cứ 5 phút lạnh tới một lần sao? Đúng vậy, thưa cô. Xin mời các quý ông quý bà, hãy nắm tay nửa kia của mình và chuẩn bị cho những điệu nhảy thôi nào. Tiểu thư à, cô không sao chứ? Anh đang làm gì ở đây vậy? Tại sao anh dám?
nắm tay tôi rồi nhảy ở trong này. Thưa tiểu thư, cô tự nhiên đến đây nên là tôi đâu phải là con nít. Tôi tự lo cho tôi được mà. Với lại sau này, trước mặt tôi, đừng có làm bộ quan tâm chăm sóc tôi nữa. Quản lý, quản lý. Sao vậy thưa cô? Người này đang làm phiền tôi. Tôi không biết anh ta là ai hết. Anh làm ơn đưa anh ta ra ngoài đi. Làm ơn đưa ra ngoài gấp cho tôi. Tiểu thư à, cô đang nói gì vậy? Ở trước mặt mọi người, tôi biết tôi đang nói gì. Người đàn ông này là người hầu của tôi. Và anh ta phải biết vị trí của mình là gì.